Em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô cần thăng ha. Em còn có mấy chục cây nó hết hàng luôn anh chị ơi. Còn mớ đó, cây này sống khỏe đâm chồi hết rồi. Đó, nữa là đóng vô cái sọt đàng hoàng hữu nghị cho cô chú anh chị để anh chị chơi ha. Rồi cây mã số đầu tiên là mã số 340. Đó, củ rất là to nè anh chị. Em đo cái hoành thăng trên này thôi. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 17. Rồi cái này để anh chị 200 ngàn thôi, bao ship 340. Rồi tiếp theo 341, cây sống khỏe hết nghe cô chú anh chị. Do đó cô chú anh chị yên tâm ha. 341 củ cũng rất là quái nè. Rồi cái thăng thôi đó. Quanh dưới này là 7 nè, củ dưới này rất bự nè. Chiều cao 16. Rồi 341. Rồi 150 ngàn bao ship. 342 rất là quái nè anh chị. Quái cây lắm anh chị. Quanh dưới là 14. Chiều cao 17. Rồi 342 cây này hữu nghị mình 100 ngàn thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây này quái nè. 343. Quanh 12. Rồi đó cái thăng nha anh chị, cái củ bự nha. Chiều cao 16. Rồi cái này 200 ngàn nha anh chị, củ rất là to. 343. Rồi tiếp theo 344. Củ này cũng rất đẹp nè anh chị. Đó, củ nè. Quanh 12. Chiều cao 18. Rồi cái này cũng 200 ngàn thôi anh chị, 344. Rồi 345. Củ này cũng bự nè. Quanh 19. Chiều cao 21. Rồi cái này cũng 200 ngàn anh chị ơi. 345. 346. Cây củ dưới này cũng to lắm nha anh chị. Quanh 13. Chiều cao 10. Rồi 100 ngàn thôi anh chị ơi. 346. Rồi 347. Cây này củ quái lắm nè. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 12. Chiều cao 12. 347. 347. Rồi cây này hữu nghị chị 150 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 348. Cây quái luôn. Quái cây lắm anh chị. Quanh 15. Chiều cao 18. Rồi cây này cũng 150 thôi anh chị ơi. Cây rất quái nha. Này để giá hữu nghị còn mấy cây hết anh chị ơi. 349. 349. Ôi cũ luôn. Quanh giá là 17. Quanh 17. Chiều cao 19. Chiều cao 19. Mã số 349. 349. Rồi cây này thì em để cho anh chị 200 ngàn. 349 củ rất quái. Củ này cũng quái mà. 350. 350. Củ rất quái anh chị. Quanh 14. Chiều cao 15. Rồi 200 ngàn luôn chị. 350. Rồi 351. Củ này quái nè. Cái củ này cực kỳ quái luôn. Nguy củ đặc này luôn. Quanh giá là 23. Chiều cao 11. Rồi cái này hữu nghị mình 150 thôi. À, ai mua cây này rất là đẹp. 352. 352. Củ này cũng quái lắm nè anh chị. Quanh 11. Chiều cao 16. Rồi hữu nghị mình 150 luôn anh chị ơi. 352. Giá cực kỳ mềm luôn. 353. 353. Còn mấy cây hết hàng. Củ. Quanh 14. Chiều cao 12. Rồi 353 cũng 150 luôn chị ơi. 354. Ơi củ quá. Này chị dằn một cái nước dây ra nhìn cái cây nó khác liền nha anh chị. Quanh 12. Chiều cao 12. Củ dưới này nó còn bự dưới này nha, em chưa cắt á. Rồi cũng 150 luôn chị ơi. 354. 355. Cây này giống như cái hồ lô. Nhỏ mini hả anh chị. Quanh 15. Chiều cao 12. Rồi cũng 150 anh chị ơi. 355. Rồi 356. Củ dưới này nó còn giữ nó nghe anh chị. Quanh 12. Chiều cao 13. Chưa có làm xuống rồi nè anh chị, thấy củ dưới này nè. Nè. Rồi 150 luôn anh chị ơi. 356. 356. 357.
Quanh 10, chiều cao 17. Rồi, 100.000, 357. Cực kỳ hữu nghị luôn. 358. Quái. Quanh 15, chiều cao 18. Rồi, 358, cây này rồi 150 thôi, để hữu nghị cho cô chú anh chị chơi. Cây này cũng quái nè. 359. Chị thấy rất là quái nha chị. Quanh chỗ này là 21, chiều cao 13. Rồi, cái này cũng 150 thôi chị ơi. 359. 360. Củ đế dưới này còn nhiều lắm nè. Nè, chưa bư luôn nè chị. Nè, chị ha, em bư ra thôi nè. À, chị thấy cái củ đế dưới này nằm, nó còn nằm dưới này nè. Quanh 14, chiều cao 17. Nè, chị thấy ha, củ đế còn tuốt dưới này nha. Rồi, cái này hữu nghị 150 luôn. 360. Bao ship luôn. 361. 361. Cây này nhìn cũng quái cây lắm nha. Quanh 13, chiều cao 17. Rồi, cũng 150.000, 361. 362. Quanh 16, chiều cao 13. Rồi, cũng 150.000 thôi chị. 362. Rồi, cụ này quái. 363. Cụ này quái lắm nha chị. Cái da nó phông là gì chứ không thường nha. Quanh cũ chỗ này là 24, chiều cao 20. Rồi, 363 cũng 150 thôi anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị cái cây sam hương lá cẩm thạch. Ồ, lá cực kỳ đẹp nha anh chị. Rồi, tiếp theo 183. Nè, nhìn lá nè chị. Hoa rất, lá rất là thơm nha anh chị. Sam hương ha, lá thơm lắm ha. Rễ quái luôn nè. Này dáng trực. Quanh cái này là 5. Quanh 5. Chiều cao 37. Đó. Cây rất là quái nha anh chị. Cây ghi luôn ha. 183. Rồi, 350.000, bao ship. Rồi, tiếp theo 184. 184. Cây này cụ đế với này bự nè. Tàn cây này tàn thông. Quanh cái này 5. Chiều cao 28. Mã số 184. Rồi, 300.000, em bao ship. Rồi, tiếp theo 191. Cây này cũ bự nè chị. Cây đó đại trừ hao. Quanh cái này 9. Chiều cao 30. Sam hương lá cẩm thạch nha chị. Cây cũng rất là đẹp ha. Rồi, cái này 300.000 thôi, bao ship luôn. Cũng to nè. Cây ghim luôn nha, không phải ghép nha chị. Rồi, tiếp theo 192. Cây này co lắc nè chị. Ồ, nó co. Lá nhìn rất là mê nha chị. Chị nào chưa có con cây sưu tầm cây gì chơi ha. Quanh 6. Đôi đây là 6 nè, đây với bự nhiều ha. Cành bay 25. Rồi, 192, 300.000, em bao ship cho mình luôn. Rồi, tiếp theo 193. Nhìn lá, chơi lá rồi cũng rất là đẹp nha anh chị. Quanh 8. Lâu lâu mới có con cây anh chị ơi. Chiều cao 38. Mã số 193. Rồi, 350.000, bao ship. 196. Đó. Cây này dáng lắc cũng đẹp lắm nha anh chị. Nhìn lá nè, đó, nó rút lại rất là đẹp luôn anh chị. Anh chị nào chưa có ăn cây này sưu tầm một cây về chơi ha. Mình dèm ghép vô sam hương thường mình cũng được đó anh chị. Quanh chỗ này là 75. Cành bay 33. 196. Rồi, cái này để hữu nghị anh chị 300.000 thôi, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. 198. Đó, chị về dằn một nước dây nữa thôi. Đó, lại bao đẹp ha anh chị. Đó, vô cái chậu kiểu đó ha. Này dán lắc xuống ha. Quanh 6. Cành bay 23. Rồi, cái này 300.000 thôi chị ơi. 198. Rồi, tiếp theo 199. 199. Cái này mini ha. Cái này chỗ này nó bị dập cái này miếng. Quanh 6. Cành bay 21. Rồi, cái này để hữu nghị cho quý anh chị nào 250 thôi. Đó, lá rút lại rất là đẹp nè chị, nhìn kỹ nè ha. Lá nó rút lại đẹp lắm, đẹp luôn nha anh chị. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ
phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này.
là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè, đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. À, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới hai lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới một lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì